Nhưng mà thôi cũng nên biết một ít. Chưa. Lúc nào lấy thì cứ thế là lùi thẳng đây. Mà mấy cái giống thằng dưới này không để ý thì nó vẫn chết chứ. Rất dễ sống nhưng lại rất dễ chết. Nó lại rất đặc thù thằng dưới lại thế cơ. Im chậu rồi vẫn chết bình thường. Mà cái ông ở cạnh nhà chú Thụy chả cũng chả chơi ghê. Thấy chết mấy cây rồi đây. Cháu cũng hết một đống tiền nữa là kia là ra hồn đâu. Cứ lại chặt mai lại lại ghép không. Tỉa toàn bằng liềm phát mới lên tỉa bằng dao mới liềm mới dao luôn. Cho anh ngoài đỉnh giỡn lã 2 cây mất giá 80. Mà giờ kêu chết rồi. Nếu anh mua 2 cây xanh, 1 cây 30, 1 cây 45 triệu. Và cắt tỏ ngoạn làm lại. Năm 10 cháu bán được một cây đúng bằng này, bán được 1 triệu ấy. Nhưng mà cây của cháu trồng gần 10 năm rồi. Từ cái năm cháu đi đi học cháu trồng ở trong cái chậu ấy, gần 10 năm cây xanh đúng bằng ngón tay cái. Nó còn là thế tướng. Lấy là nó chỉ mua gốc thôi đấy, nó mua cái cây của mình già nó mua gốc ấy. Nó đang rộ. Nó đang rộ. 2010 triệu gục vào cây đấy, bây giờ thì này hồi được giá đấy rồi. Cháu còn đi buôn cả cây xanh con cơ mà. Cháu xuống.